là mình sẽ đề cập liên quan tới việc là chúng ta sẽ xây dựng một cái mạng dự phòng. Và thì như những cái series hôm trước ở đây là mình có đề cập chúng ta ra khá là, gọi là khá là cụ thể về việc là chúng ta sẽ xây dựng một số cái phương án dự phòng từ việc là chúng ta sẽ đi từ một số cái dự án thực tế. Và thì hôm nay đây là mình sẽ đề cập cho chúng ta liên quan tới việc là chúng ta sẽ xây dựng một mạng dự phòng bạn. Dự phòng sao? Nó có hai loại dự phòng. Trước tiên mình nói bạn là xây dựng mạng dự phòng, ở đây mình ghi chủ đề là đây mình sẽ ghi là xây dựng mạng dự phòng, xây dựng mạng dự phòng đó. Mình ghi cho bạn dễ hình dung là xây dựng mạng dự phòng. Cái phần này nếu mà mình đùa bạn, thực sự mình nói đôi khi mình đùa vui xíu thì một số bạn nói cái này giống như là mình dư tiền, nhưng thực sự nó đúng mà, không sai. Và thì đối với trong trường hợp hiện tại bây giờ để xây dựng mạng dự phòng thì đối tượng là ai? Có hai đối tượng. Ở đây mình đề cập bạn là đối tượng là ai? Nó có hai đối tượng. Đây. Cái đối tượng đầu tiên mà sử dụng dự phòng, thứ nhất là bệnh viện, thứ hai là trường học. Đây. Hai đối tượng được sử dụng khá nhiều đối với trong cái mạng này của mình hiện tại giờ, một là bệnh viện và hai sẽ là trường học. Đây, một sẽ là bệnh viện, mình đi ra đây là hai đối tượng được sử dụng khá nhiều. Thứ nhất là bệnh viện đó, bệnh viện à, rồi đối tượng thứ hai đây là mình sẽ sử dụng là liên quan tới trường học. Trường học ở đây là mình sẽ gặp bạn là trường đại học á, trường lớn đó, trường đại học đó, như vậy. Vậy thì lúc này bây giờ mình nói là cái xây dựng mạng dự phòng này nó có hai phương án, nhớ có hai phương án xây dựng mạng dự phòng. Là thứ nhất là xây dựng, tức là chúng ta sẽ có thiết bị dự phòng và không triển khai. Thứ hai là triển khai một mạng dự phòng, tức là sao, có hai cái dự phòng. Một bạn là chúng ta chỉ cần là sử dụng cho mình các thiết bị dự phòng, tức là mua một thiết bị dự phòng tương tự, sau để đó, sau đó chúng ta sẽ làm, chúng ta khôi phục cái hình nó vào lúc đầu hư gắn vào chạy. Một là chuẩn bị thiết bị đó bạn, một là chuẩn bị đó, đó là chuẩn bị thiết bị. Hai bạn, hai tức là lắp đặt và vận hành tính năng dự phòng. Đây là hai phương án hay kìa, lắp đặt và vận hành đó, như vậy bạn thấy chưa, đó lắp đặt và vận hành. Vậy thì ở trong trường hợp này bạn hình dung, ở trong cái trường hợp này bạn có hai trường hợp hiện tại bây giờ mà các khách hàng họ xây dựng mạng dự phòng. Thứ nhất, ví dụ em có một con router như này, router này đúng không, bây giờ em mua một router tương tự đây, sau đó em sao lưu toàn bộ hình này, em restore xong này, nếu mà con này nó chết thì lúc này em lấy con này em gắn vào cắm nguồn cho chạy là xong. Đó là một phương án dự phòng. Sau đó trường hợp thứ hai là người ta nói là thôi bây giờ tôi phải cắm hai con luôn, lỡ con này nó hư lúc nào á, nó hư ban đêm thì tự động kia chạy, thì lúc này người ta gọi đây là xây dựng mạng dự phòng từ thiết bị có sẵn. Và thì hai cái này ưu nhược gì, ưu nhược điểm của phương pháp nhất, phương pháp thứ nhất á, ưu điểm là nhanh gọn lẹ dễ có hình, nó không có cái hình thêm. Cái vấn đề nhược điểm nó là tính sẵn sàng không cao, nhưng mà cái phương án thứ hai này bạn nó đưa ra chúng ta một tình huống là cái nhược của anh kia chính xác cái ưu của anh này, và cái ưu của anh kia là cái nhược này, có nghĩa sao. Cái phương án thứ hai là lắp đặt và xây dựng một mạng dự phòng thì lúc này nó sẽ đưa ra chúng ta một tình huống, tức là cái lúc này cái tính năng triển khai ra hệ thống sẽ phức tạp hơn và khó quản trị hơn, nhưng bù lại là thời gian uptime rất cao, tức là thời gian sống rất cao, tức khi một con nó chết thì con qua chuyển con kia chạy liền. Đó là cái lợi thế, cho nên lúc này mình cứ hình dung là cái ưu của anh này sẽ là cái nhược của anh kia, và cái nhược của anh kia sẽ là cái ưu này. Đó là nguyên tắc cơ bản khi mà chúng ta sẽ xây dựng mạng dự phòng. Và thì bây giờ bạn, đối với mạng dự phòng tại bây giờ mình đề cập đây là hai đối tượng triển khai mạng phòng đa số. Ngoài ra một số doanh nghiệp khó tính họ cũng có thể sử dụng phương án dự phòng. Thì lúc này bây giờ mình nói sử dụng dự phòng có mấy kiểu, thực tế hiện tại phổ biến bây giờ hiện tại có hai kiểu. Đây là hai phương pháp dự phòng, bây giờ hai kiểu dự phòng. Thứ nhất là dự phòng thiết bị và thứ hai là dự phòng cáp, đứt cáp. Đây, mình nói luôn mà, dự phòng thiết bị và dự phòng cáp. Đây dự phòng cáp, đây là vấn đề về dự phòng cáp mà con này, dự phòng cáp nè, đó rồi. Vấn đề thứ hai bạn sẽ có là dự phòng thiết bị. Bạn nhớ nha, cái này nó khác bên kia nha, bên kia là thiết bị khác. Đây và sao, ví dụ giả sử con router này mình chết làm thì con router chạy, đó là một phương án dự phòng router, dự phòng thiết bị. Giả sử mình sợi dây mạng này mình một sợi nó bị đứt chuột cắn ấy, hoặc là chúng ta kéo sợi dây cáp qua mình ngồi, nhưng mà xe container hay là một số thiết bị khác đã cắt đứt sợi dây đó, ta gọi là dự phòng cáp. Và thì dự phòng cáp thường tại bây giờ mình sẽ sử dụng đó là sử dụng cái phương pháp là phương pháp bonding, rồi chế độ đa liên kết. Còn dự phòng thiết bị bây giờ hiện tại thường chúng ta sử dụng là bạn, chúng ta sẽ sử dụng đó chính là VRB kết hợp, đó là RSTB TB hoặc là MSTB đó,
nhiều phương thức của bạn xong hết. Thì đối với trường hợp khi mà chúng ta triển khai những hệ thống này chắc chắn như là phải có là đơn giản. Vậy cho nên bây giờ bạn khi mà đi vào một dự án nào, đây bạn ví dụ đây cho bạn thấy dự án này là bạn dự án đơn giản đây, cái Boracy đây. Đây là một dự án xây dựng mạng dự phòng riêng cho một cái trường đại học sơ topology như này đây. Vậy xây dựng sao? Bây giờ mình sẽ chỉ bạn này đã xây dựng sao. Thứ nhất người ta nói là tôi cần một hệ thống mạng dự phòng đơn giản nhưng độ sẵn sàng cũng cao, không cần phức tạp. Vì vậy xây dựng một mạng dự phòng cho một cái trường đại học nó sẽ trông như nào? Bạn lưu ý nha, có một số trường đại học, trường cao đẳng thì họ cần dự phòng, có một số trường người ta không cần. Đó là tùy vào cái yêu cầu của người dùng, chứ không phải lúc nào cũng nói là bây giờ tôi thiết kế mạng cho anh là phải có dự phòng chi cho tốn tiền. Quan trọng nhất là cái cách mà người dùng họ sử dụng và cách cái yêu cầu thực tế có cần hay không. Cho nên lúc này dự phòng cũng chưa cần. Chúng ta là một nhà thiết kế cho một cái mạng của một cái trường đại học đây, thì lúc này chúng ta phải có một, gọi là mình phải có được cái thu thập thông tin về yêu cầu của khách hàng trước khi chúng ta mới bắt đầu triển khai, chứ không phải là chúng ta ôm nguyên cái mô hình của trường A áp sang trường B, áp sang trường C, D, ta gọi là cái khung, nhưng gọi là không đúng. Bởi vì chúng ta sẽ có một số trường mà họ cần cái tính năng này nhưng trường khác họ không cần. Đó, cho nên lúc này bạn lưu ý kỹ, đối với trong trường hợp để sau này bạn sử dụng cho đúng. Vậy bây giờ mình nói này, giả sử bây giờ mình triển khai cho một cái học viện. Có bạn đây, đây chính xác là một cái mô hình kiến trúc cho một cái trường đại học. Nhìn chung bạn thì trường đại học hiện tại họ sẽ có tổng cộng là hai phân khu, một phân khu chính và một phân khu phụ. Thì lúc này họ muốn xây dựng nè, họ muốn xây dựng làm sao bạn, cái hạ tầng tại cái phân khu chính và kể cả là phân khu phụ, khi mà một sợi dây cáp đứt thì vẫn chạy bình thường. Thứ hai, khi một con router nó chết thì vẫn chạy bình thường. Thì lúc này giờ làm sao? Đây bạn, đây là một sơ đồ tổng quan thôi. Và thì bây giờ để mà xây dựng được hai anh này thì chúng ta gộp hai này lại, tức là chúng ta sẽ chạy cái giao diện VIP kể cả RSTP trong lúc bên trong chạy được cái giao diện luôn. Đó, như vậy. Và thì đối với trong trường hợp này là hiện tại chúng ta sẽ sử dụng hai trường hợp này, tức là chúng ta sẽ sử dụng hai tính năng này để chúng ta sẽ gộp lại và chúng ta sẽ triển khai. Tuy nhiên đối với trong cái phòng lắp hôm nay thì chúng ta có với số lượng này thì chúng ta sẽ triển khai cho đủ, cho nên bây giờ mình sẽ cắt một tính năng. Đây, bỏ cái này đi. Vậy thì bây giờ mình sẽ vẽ ra chúng ta một cái sơ đồ tổng quan đi. Sau tới đó chúng ta sẽ trích một tính năng đó để chúng ta triển khai. Ví dụ đây bạn, đây đầu tiên bây giờ là mình sẽ bôi phần này đi, chúng ta sẽ bôi phần này đi bạn nha. Rồi bây giờ là chúng bên này mình cũng bôi đi bạn, đây mình đồ bôi đi, đây bôi luôn. Rồi vậy thì bây giờ thì chúng ta sẽ triển khai cái hệ thống mạng cho một cái trường đại học, nó sẽ trông như nào bạn? Đây dễ không khó bạn. Giả sử bây giờ em đang có con router A, em ghi là chữ RA đúng không, mình sẽ dùng phẳng màu cho bạn dễ hình dung nè. Sau đây em có một con router là RB đúng không? Đó, hàng router. Sau đó em sẽ có hai con switch core, đúng không? Switch core em ghi màu xanh này, switch core switch trung tâm bạn, switch core SWA SWB. Đó, xong, chúng ta sẽ có nhiêu đây. Sau đó tiếp tục là chúng ta sẽ có, tiếp tục ở đây là chúng ta sẽ có thêm nữa là switch đây. Chúng ta sẽ có tòa A, đây tòa A. Tòa A đúng không? Tòa A đây sẽ sử ra mình sẽ có cái switch mình xem nè, đây. Các xích không có các xích các bạn, đây đây là tòa A, bạn đi tòa A, tòa A đúng bạn, tòa A này mình sẽ có các xích đó SW1 đúng không, đó. Sau bạn cũng có tương tự nên mình có ví dụ như SW2 đó, bạn có hai xích đúng không. Sau đó thì hai xích kết nối, bạn mình xem kết nối đâu, mô hình kết nối đâu, không cần bạn, ở đây họ chưa cần luôn. Họ kết nối thẳng với con browser luôn. Đây. Họ kết nối thẳng này bạn, kết nối thẳng này luôn. Đó, rồi. Đó, thẳng luôn bạn. Xem đúng rồi, chính xác. Kết nối thẳng luôn bạn, không cần hết. Đó, họ kết nối thẳng luôn. Đây là sơ đồ đơn giản mà họ kết nối thẳng luôn. Đó, xong. Rồi, tòa B không vậy bạn, tòa B không vậy, đây mình ghi là tòa B. Tòa B không vậy. Đó mà ghi là SW1 SW2. Đó, xong. Rồi, sau đó mình cũng kết nối tương tự đó bạn, kết nối tương tự đây, đó như vậy xong. Đơn giản, khá đơn giản.
Đó, như vậy xong. Vậy thì trong trường hợp này bây giờ bạn, ở trong trường hợp này bây giờ thì chúng ta sẽ có bạn đây đây trong trường hợp này. Đây. Vậy thì trong trường hợp này hiện tại bây giờ là chúng ta sẽ có gì bạn đây, chúng ta sẽ có gì? Một browser chính bạn đang browser chính, đây là bộ linh kiện chính bạn đang bộ linh kiện chính. Đây là mình ghi bằng chính, đây là bộ chính nha, bộ này là XT. XT. Bộ này mình sẽ gọi là bộ dự phòng bạn, backup. Đó, một mạng đơn giản mà không khó cả. Rồi họ cũng kết nối được internet bạn, đang mình ghi internet đây. Internet. Đó, như vậy xong. Xong nó kết nối thẳng về thẳng internet, xong, đơn giản. Vậy xong. Vậy thì đây là một cái mô hình kiến trúc khá đơn giản bạn. Vậy giờ làm sao để chúng ta xử lý được đối với trong trường hợp này, đối với đây là một mạng nhỏ, mạng lớn còn bự rồi bạn. Mạng lớn là này bạn thấy chỗ này có switch co sẽ chuyển tiếp ra còn nhiều nhiều nữa. Vậy đây bạn, đây. Vậy thì giờ ứng với trong trường hợp này là ở đây là chúng ta sẽ có các sợi dây, nếu mà sử dụng phòng theo kiểu là dự phòng cáp thì chúng ta sẽ có hai sợi đây. Từ switch 1 kết nối router A chúng ta sẽ có hai sợi, từ switch 1 kết nối router B chúng ta sẽ có hai sợi, tổng cộng ta sẽ có 4 sợi. Lưu ý, tổng cộng ta sẽ có 4 sợi cáp. 4 sợi cáp để chúng ta triển khai. Vậy thì lúc này bây giờ bạn giả sử con router chết đi thì sẽ chuyển qua con B chạy. Tất cả lưu lượng sẽ chuyển hết sang con router B chạy. Nếu con router B chết thì chuyển mặc định sẽ con A chạy. Con B nghỉ ngơi. Vậy nếu con A chết thì tổng chuyển sang con B, thì lúc này bạn sẽ làm bạn mua một con router A về để thay thế vào thể tự động chuyển qua chạy. Đó, đó là thông tin cơ bản vậy. Rồi xong. Vậy thì bây giờ bạn đối với trường hợp mà chúng ta tạo nhiều sợi dây, thực tế nhiều sợi dây đây đây người ta gọi là cơ chế, người ta gọi là cơ chế đơn giản nhất đời, tức là đa liên kết bonding bạn, dễ ở bạn làm rất dễ. Vậy thì bây giờ hôm nay bạn là mình sẽ xây dựng mạng dự phòng dựa trên nhận thức. Đây mình sẽ đề cập bạn nhận thức, đây là thức VARP bạn, đây mình sẽ đề cập bằng VARP nha, đây VARP, đây VARP, đây. Giao thức này đặt tên, đặt theo tên tiếng Anh chính xác là Virtual Router Redundancy Protocol, tức là giao thức dự phòng nhiều bộ định tuyến ảo. Đó, như vậy xong. Giao thức này thường thường bạn thường thường trong thực tế thì thằng này anh sẽ làm việc với ai đây, anh đi xem sao bạn chỉ bạn. Thường thường anh sẽ đi là VARP, anh sẽ cộng với là bonding, anh sẽ cộng với là anh VLAN, anh sẽ đi theo cặp bạn đã đi cặp cộng với VLAN, anh sẽ cộng với giao thức chống lúc bên trong, giả sử đây anh hay sử dụng là RSTB. Đó, đây là một gọi là bộ tứ huyền thoại bạn khi bạn triển khai hệ thống bạn. Đó, đây là một bộ tứ huyền thoại khi triển khai các dòng mạng tại bây giờ. Đây là triển khai hạ tầng, còn là kiến trúc lưu lượng khác bạn, kỹ sư gọi là kỹ sư phân tải lượng khác nữa. Đó, như vậy xong. Vậy hãy nhớ đây là cái bộ tứ được sử dụng rất nhiều trong các hệ thống mạng doanh nghiệp, đặc biệt đối với mình tức là cái này làm như cơm bữa bạn, gọi là làm như cơm bữa. Và thì bây giờ đối với trong hợp này bây giờ mình nói này, em muốn router này chính, router phòng, vậy như lúc em sử dụng VIP, đang sử dụng VIP đây, VIP đây, em sử dụng đây. Vậy giờ sao? Thì lúc này VIP hiện tại giờ nó sẽ có ta một số thuộc tính. Thứ nhất là hiện tại VIP hiện tại nó đã hỗ trợ trên cái nền tảng IPv6. Thứ hai bạn, VIP hiện tại về nguyên tắc nó sẽ có hai chỉ số, tức là VRID cùng một miền, chỉ số miền tức là VRID. Thứ hai bạn là chỉ số privacy, thứ ba là thuộc tính và reception, thứ tư là một số tính xác thực vân vân. Vậy thì bây giờ một số tính đó thì các bạn tham khảo nâng cao. Bây giờ mình nói là làm sao chọn được đâu là con router chính, đâu là con router phòng. Đầu tiên ví dụ bây giờ nè, bây giờ mình sẽ triển khai cho bạn như sau. Đầu tiên đối với trường hợp này chúng ta sẽ làm mấy bước. Đây, đây là các bước chúng ta sẽ thực hiện làm. Đầu tiên là bằng cấu hình internet trên thiết bị. Đầu tiên là bạn phải cấu hình internet toàn bộ cho các router. Sau đó là chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ cấu hình VLAN, cấu hình mạng LAN. Ở đây mình sử dụng mạng LAN thôi cho dễ. Sau đó bạn sẽ cấu hình mạng LAN. Cái mạng LAN ở đây là chúng ta sẽ cấu hình như nào? Đây. Sau đó nó sẽ cấu hình mạng LAN. Thì lưu ý này đây. Đối với con router bạn, hình dung là đối với router vậy, giả sử bây giờ nói hai con này, anh này chính, anh này phụ, thì nó sẽ có một chỉ số gọi là priority, chứ chỉ số ưu tiên. Vậy bây giờ nói nè, đây chỉ số ưu tiên, ví dụ anh nào càng lớn, đây chỉ số ưu tiên là chữ B là chỉ số ưu tiên, là chữ B, đây B là viết tắt từ priority, bạn mình nói là BA và BB, B cùng B. Nó nói nè,
Cái chữ B này bạn, chữ B thì nó nằm trong đoạn. Nó thuộc trong đoạn là từ 1 cho tới là 254. Đó, như vậy xong. 254. Vậy thì bây giờ sao bây giờ mà nói là em muốn con rau sơ A chính thì em đặt nó là bằng 254. Con rau sơ B phụ mình đặt sẽ là ví dụ 253. Xong. Hai con rau sơ này cùng thuộc công ty mình sở hữu cho nên đặt chung một giá trị, người ta gọi chỉ số định danh. Đây, VAID. VAID bằng ví dụ mình ghi là 100 đi. Đó, hết đơn giản xong. Vậy xong bây giờ có hình sao đầu tiên. Hình dung đây. Cấu hình bạn lên xong đúng không? Bây giờ nó bắt đầu. Đây, sau đó chúng ta đi chúng ta cấu hình. Đó, sau đó chúng ta sẽ đi chúng ta sẽ cấu hình là VRB. Đúng không? Và cuối cùng là đi kiểm thử, người ta gọi là kiểm tra kết quả bằng đại mình ghi là kiểm tra kết quả. Đó, kiểm tra kết quả xong. Đầu tiên sau đây đây là hai rau sơ mình có đây rau sơ chính, rau sơ phòng đi. Đầu tiên bạn cũng dùng cho mình một máy tính đây. Đây là máy tính mình đang có đúng không? Mình sẽ kết nối cho mình vào con browser đầu tiên. Đây. Đây. Kết nối số này đúng không? Giả sử bây giờ mình kết nối sao? Mình làm cho dễ bằng hình dung này. Bây giờ mình sẽ làm cho dễ bằng dễ hình dung nhất nha. Đầu tiên, xóa này đi. Đây. Vậy thì bây giờ mình làm cho bằng dễ nhất để bằng dễ nhất bằng hình dung đây, không cần phải làm màu mè như này đâu bạn. Thực tế nó sẽ khác xíu. Rồi. Đây, giả sử đây. Rồi. Bây giờ em sẽ có hai con browser đúng không bạn? Rồi. Sau đó bây giờ ở đây là em sẽ có một con switch ở đây. Chợt ở chợt cái này nó khô chứ bạn. Đây là một con switch, giả sử đây là một switch hiện tại mình đang có. Và thì lúc này bây giờ bạn mà nói là em sẽ cấp làm sao con router chính và router dự phòng. Bạn nhớ, nếu mà các router mà trong cùng một miền, tức là trong cùng sở hữu của một công ty và trong cùng một miền quản lý thì lúc này chúng ta đặt cứ để im cho mình giá trị VID 100. Hai anh kia mình nói là con router nào mà đóng ra chính thì cứ đặt cho mình là chỉ số priority của nó lớn hơn kia mà không được vượt quá 254 là xong hết rồi. Vậy thì bây giờ đối với trường hợp này thì làm sao? Anh này chính. Vậy sao? Tí mình cho bạn thấy trong cái cấu hình cho dễ như nào. Đầu tiên, giả sử đây. Bây giờ nha là mình nói là bây giờ là em có thêm một con router switch đã switch này. Ví dụ SW đúng không? Đây switch này. Đó, em kết nối đây. Là bằng dễ anh dùng này kết nối đây. Chéo qua. Chéo qua. Chỗ này em gắn cái máy tính, đầu này em gắn cái máy tính. Đó, em gắn máy tính rồi ha. Chỗ này em gắn cái máy tính. Đây. Tính em đây. Hết. Xong. Vậy thì lúc này sao? Lúc này đầu tiên gắn máy tính vào con router chúng ta có, bạn gắn chưa? Bạn gắn tính cho mình vào con router. Đây, đây mình đặt là router A, đây router B. Đầu tiên mở một nguyên box lên, xong mình kết nối vào đây. Ở đây mình đặt tên sứ router này, mình đặt tên ví dụ bạn đầu tiên là mình reset nó về cấu hình trong không này, reset về cấu hình trong không này. Rồi xong. Sau đó bạn cũng vào cho mình router này, bạn quái luôn cho mình. Đây, tương tự bạn vào đây, bạn sẽ chọn cho mình vào đây. Rồi, sau đó mình cũng chọn router, mình xem router, mình reset rồi, xong. Sau mình kiểm tra đối với switch này luôn. Đó, như vậy xong. Switch này thì mình sẽ chọn cho mình gán cho mình một giá trị brick thôi, vào đây. Đây. Rồi mình sẽ chuyển sang chế độ brick cho switch này bạn, switch này mình sẽ chuyển sang chế độ brick, à, mình xem nha. Rồi. Rồi, xong. Bạn đợi xíu, anh sẽ tạo cho mình một cái brick, bạn gom giá trị vào. Rồi xong, đơn giản. Rồi, vậy bây giờ nha, mình sẽ quay lại cho mình con router thứ nhất bạn. Router, đây. Sau mình kết nối vào đây, mình đặt tên. Đi đây là RA. RA bạn vào cho mình cái menu là system á. Vậy menu system này identity mình ghi là RA. Rồi xong. Ở router này bạn cũng quay số internet bình thường thôi. Giả sử bạn vào đây, vào đây. À, mình có một cái account internet đang kết nối vào cổng số 1 đây, cổng số 1 bạn, cổng số 1 đây, cổng số 1 mình sẽ kết nối internet cổng số 1. Thì sau đó mình gõ account, ví dụ ở đây mình có account là MVN network đây. Xong. Xong. Mình đợi xíu hình như nó đang bị ngắt kết nối bạn. Rồi sau đó mình kết nối lại. Đợi xíu. Rồi, mình quay số lại bạn. Đây, mình quay lên cổng số 1, mình có một cái account đây. Rồi xong. Sau đó bạn sẽ tiến hành bạn NAS cho mình để cho các mạng LAN trong mạng chúng ta sẽ ra internet. Đó, suốt NAS này, on the face này, giao diện này. Bạn nhớ nha. Trend suốt NAS là trend cho phép các lưu lượng bên trong mạng nội bộ chúng ta ra bên ngoài internet thông qua giao diện đó. Rồi sao? Bây giờ chúng ta tạo một mạng LAN. Ví dụ em nói sao? Em nói là cái cổng số 10 này. Cổng số 10 đúng không? Là cái cổng
tí nữa sẽ truyền xuống con suýt cắm luôn cho bạn coi nè, tương tự vậy, cắm xuống 10 trên con browser phòng ấy nó cũng truyền suýt đó, bạn thấy không? Đó, đây mình ghi cho bạn hình dung, đây là cắm số 10, cắm số 10, đây là cắm số 10, đây là cắm số 1, đây là cắm số 2, đó xong, rồi xong. À, sau đó bây giờ mình tạo một bảng len, ví dụ ở đây giả sử bây giờ mình có một bảng len, ví dụ đây giả sử bây giờ mình tạo bảng len này dễ, ví dụ bây giờ em có một bảng len, ví dụ đây em có một bảng len dùng 1.2.1 sâu 68.1 chấm bao nhiêu chỉ bảng len đây, bảng len đây em có, giờ em có một bảng len, ví dụ như giờ em có một bảng len là 1.2.1 sâu 68.1.0.024 đi. Đầu tiên vậy thì bây giờ đối với trong trường hợp này mình chỉ mà nè, thực tế đối với trong trường hợp khi mà bạn cấu hình á thì quan trọng nhất của cái giao thức VIP là tìm ra được cái default gateway. Vậy bây giờ cái default gateway là chúng ta sẽ không trỏ vào trong con browser mà trỏ chính xác là cái giao diện VIP. Vậy giờ sao? Bây giờ chỉ mà nè, đây trong cái VIP nó khó nhất bạn là chỗ này nè. Bây giờ khi mà chúng ta đặt IP cộng số 10 trên 2 browser trỏ xuống đó, vậy giờ chúng ta đặt IP nhiều bao nhiêu thì lúc này nó mới sinh ra chúng ta một trường hợp là cái địa chỉ này chúng ta sẽ đặt không được đặt trùng. Ví dụ mình nói là cái default gateway trong mạng này của chúng ta sẽ là 1.2.168 đây. Default gateway tức là điểm truy cập bạn đây. 1.2.168.1.1.24 đi. Thì cái điểm này của bạn đúng không? Đây sẽ là default gateway đi. Vậy thì bây giờ cái điểm này bạn sẽ gán cho mình vào cái giao diện VIP tí mình chỉ bạn chọn. Vậy thì bây giờ còn đối với hai này bạn cứ nhớ im cho mình nè, đừng đặt .1.1 và để đặt cho 1.2.24 đi. Gán cho mình vào cổng số 10. Ví dụ để tí mình coi, tí nữa cái con browser dự phòng bạn gán mình .3 đi. Đó như vậy xong. Rồi, sau đó bạn cũng đặt cho mình mấy chủ DNS nè. Rồi, mấy chủ DNS nè. Đó, xong. Rồi, sau đó bạn cũng chạy cho mình dịch vụ DHCP server. Đây, DHCP server chạy cho mình trên đây. Cổng số 10. Đó, xong. Đúng như bạn. Đây nó nói bạn là bây giờ bạn muốn chọn cái default gateway nhiêu là bây giờ mình chỉ bằng này chọn default gateway, đừng hãy trỏ tới cái giao diện VIP, bây giờ mình chỉ bằng này đây, đừng chạy cái này trước, quay lại mình cái một interface chọn mình là VIP đây. Bây giờ mình nói là mình sẽ tạo ra một cái kết nối VIP dự phòng, đầu tiên mình nói là mình chạy trên mình ngay cổng số 10, cái cổng mà kết nối xung xích á, chạy mình cổng số 10. Rồi chỉ số VIP nhiêu đặt cho mình chung đi 100, ưu tiên nhất đặt mình 204. Rồi xong, apply. Dưới này có một số phương thức xác thực, bữa sau mình sẽ đi cập sau. Apply. Rồi xong, đi im đó. Sau khi anh hiển thị như này bạn, anh hiển thị như sau này sau bằng vào cho mình menu, bây giờ bắt đầu đặt IP cho anh. Mỗi giao diện tạo ra phải đặt IP. Đây. 192.168.1.1.32. Nhớ phần này .32 đặt cho mình vào giao diện này, bạn lưu ý nha. Địa chỉ một này sẽ được đặt dành cho anh VIP, giao diện VIP, và sau này nó cũng chính xác, nó là cái giao diện để chúng ta truy cập internet luôn. Rồi xong, đang chạy đó xong. Sau đó bạn qua cho mình cái phần IP này, address này, chúng ta sẽ chạy dịch vụ cấp phát IP tự động đó trên cổng số 10. Rồi xong, đi default gateway nhớ ghi mình .1. Rồi xong, giá này bạn cho mình chạy từ chấm, giả sử mình ghi là cấp phát IP từ .10 đi. .10 cho tới .254. Rồi tiếp tục. Xong. Đơn giản vô cùng. Đó, như vậy xong, đơn giản. Rồi, xong, đó là dành cho browser nhất, còn qua browser thứ hai, bạn qua browser 2 làm tương tự. Qua browser 2 đây, qua đây. Rồi, browser này mình sẽ đặt tên ví dụ như là RB đi, RB đúng qua đây. Đây. Vào cho mình cái menu là System Identity, mình đặt tên là RB. Rồi xong. Sau đó đối với trường hợp này bạn cũng quay số xin mình vào mình menu BB này, vào đây. Sau mình quay số cổng số 1 đó mình có một account, ví dụ như là account đây bạn. Rồi, sau bạn vào mình menu IP nè, firewall thì NAS, và bạn sẽ chọn cho mình vào cái dòng BBBOE ở 1 và chúng ta sẽ NAS để cho phép các bạn truy cập internet. Rồi xong. Sau đó mình cũng đi mình đặt mấy chủ DNS tương tự bạn làm ý cho anh kia. Đây ý cho anh kia luôn, DNS đúng không? Đây. 888. Rồi 8844. Rồi xong. Bây giờ sẽ tới một trường hợp, bây giờ bắt đầu là đi đặt IP. Đầu tiên đặt IP cho cái cổng đó. Đây cổng số 10 nè. Và đây 192.168.1.3/24 gán cho mình vào cổng số 10. Đó, bạn thấy chưa? Xong.
Sau đó chúng ta đi, chúng ta tạo giao diện VIP vào đây. Tạo diện VIP đó, chạy cho mình trên cổng số 10 luôn. Rồi chỉ số VID đặt đúng trăm ý cho mô hình này, nhưng mà nó dự phòng đặt cho mình 253. 253. Rồi xong, sau chọn apply. Xong. Sau bạn quay cho mình một IP nè, address đặt cho mình cái IP giao diện luôn, 192.168.1.1.32, cái mình vào cái giao diện VIP. Rồi apply xong. Đó, như vậy đơn giản xong. Rồi. Xong. Vậy bây giờ bạn thấy giao diện nó như cái dự phòng cái gì B, nó cái gì B. Sau đó bạn vào cho mình MailIP nè, DSB server, và chạy cho mình dịch vụ cấp phát để chạy IP tự động trên này luôn. Đây bắt đầu đặt này. Đây. Gateway là .1. Chạy cho mình đổi mình từ là .10 y chang như bên kia luôn. Tiếp tục. Tuy nhiên chúng ta sẽ chỉnh dịch vụ DSB server này xíu, mình các bạn qua đã chỉnh cho mình cái chỗ này, là mình chỉnh cái ngưỡng. Ở đây mình ngưỡng là trong vòng khoảng 3 giây. Đó sao. Vậy thì lúc này bạn, cái lúc này tức sao, khi mà nó gửi yêu cầu lên, chắc chắn về nguyên tắc khi mà anh gửi yêu cầu lên thì một trong hai browser sẽ nhận được cái yêu cầu này. Lúc này chúng ta sẽ từ chối. 5 giây sau, sau khi gửi lên phản hồi mà không thấy được cái phản hồi nào đó từ con browser chính thì tự nhiên browser vụ sẽ chạy. Đó vậy xong. Vậy xong bây giờ bạn, mình rút cái máy tính xuống đây, mình gắn vào con sheet này, bạn coi này, nhận IP liền. Đây đó cho bạn thấy nha. Đây, chuột phải đây, chọn đây, chọn ở đây. Đó. Vậy thì lúc này khi mình gắn máy tính vào con browser đó, hiện tại giờ mình đố bạn là con browser này hiện tại giờ nó sẽ đổ chúng ta xuống IP thực tế đã chính xác là con browser RA. RA đó bạn, RA đây, này, đổ xuống. Và bây giờ bạn nhìn kỹ, nếu bạn để ý bạn nhìn kỹ này, coi này, đây này, IP đổ xuống này. Đó, bây giờ mình thử ping. Ping mình có phát nhưng mà đó như vậy sao? Vậy giờ mình truy cập, bạn coi này, đây bây giờ mình sẽ truy cập trực tiếp vào đây vào cho bạn coi này. Đây, 192.168.1.2. Đây là con browser chính, đúng không? Tiếp tục mình sẽ truy cập bạn con browser dự phòng này. Đây, mình xem là đây mới là cho nhanh rồi. Rồi .3 sẽ là browser phòng. Đây, hai bên là hai bên đó, đó mình truy cập vào đây. Và mình một interface VRB, đây bây bạn interface VRB đó xong. Vậy thì bây giờ các lưu lượng của bạn nó sẽ đổ hết sang như mình, đang đổ sang như mình bên con browser đó, bạn hãy đổ hết bằng browser chính. Giờ mình thử mình coi này, đây thử mình coi, giờ pin thử mình coi này, pin nha. Đây. Đó, rồi xong. Bây giờ mình cũng vào thêm một trang web các bạn, hãy xung vào trang Spectre này bằng mình fast.com bạn coi này, đây. Vậy tổng mỗi lượng bây giờ sẽ đổ hết qua con browser đây, đổ hết cho mình con browser này. Đây đây, browser thao browser nào, đổ hết browser nào, chạy. Toàn bộ lượng sẽ đổ hết qua browser chạy hết, được không? Đó, và giờ mình đấy, đây đây lưu lượng chúng ta ra internet, đây đây, lưu lượng chúng ta ra internet đây, browser A đây. Đây tổng lượng sẽ chạy đây đó, không thấy không, đó là toàn bộ lượng sẽ chạy nó xong, đơn giản. Và bây giờ nếu như mà bạn thực hiện bằng con browser thứ nhất nó hỏng thì tự động browser hai chạy, chứng minh thử đi dừng coi, em coi coi kỹ, mình coi kỹ, mình coi kỹ nha, bây giờ coi kỹ. Đây đang chữ B là backup, RM tức là running master, đây running master, đây là hai cái cờ. Và thì bây giờ sao, bây giờ mình nói trường hợp ví dụ buồn con browser bên này nó chết đi thì sao, chết đi thì chuyển con B chạy, chết đây nha, chết này này đó, thì sẽ chuyển con B chạy. Đây ví dụ mình thử nha, bây giờ mình buồn đúng không, bây giờ xử lý sao, đứt cáp cũng chết nè, hoặc mất điện đi, sử dụng nó mất điện, bạn mất điện hay không browser không đúng không, rồi sao thì lúc này bây giờ lưu lượng bạn sẽ chuyển sang con đây, đây là sẽ chạy đó. Và lúc này bạn để ý cái đèn sao động, và bây giờ thử mà thử nha, thử xíu nha, sẽ bạn vào cho mình lại một trình duyệt đi, vào lại coi nè. Đây thì lúc này bạn sẽ để ý cho mình rằng là browser sẽ đóng vai trò sẽ là running master vào đây interface đây, không tức running master, tức bây giờ tại browser đóng vai trò chính, nếu bạn gì bằng gắn con browser vào tự động chuyển sang chữ B, tức là chuyển sang dự phòng đó như vậy. Thì lúc này con browser RB sẽ đóng cái trò dự phòng đó như vậy. Bây giờ gắn vào thử bạn coi này, thì lúc này bạn sẽ thấy khi chúng ta gắn vào con browser A chính và chạy thì lúc này tự nhiên anh RB cái RB sẽ chuyển sang là dự phòng, bạn đấy là RM nhưng mà đấy nha, nó sẽ có ghi cái mục lock chỗ này, bạn đấy nha, đấy nè, bởi vì thực tế đây là quá trình bình chọn. Khi bạn gắn con browser RB vào thì trong đúng cái thời gian đó sẽ gửi các gói tin ra,
Lúc này khi mà ARB nó nhận được cái tin từ RA gửi ra và nó xác nhận chỉ số RA thấp hơn thì sẽ chuyển sang chế độ dự phòng. Đó như vậy. Rồi, bây giờ bạn đợi này, đây mình sẽ để như chỗ này bạn. Đây hiện tại giờ đang khởi động lên. Lúc này hiện tại khi nó khởi động lên các đèn này sáng, các tiêu diện sẽ sáng lên và bắt đầu chạy dịch vụ, và lúc này bạn sẽ đợi cho mình. Đó, anh sẽ chuyển dần mình từ RM, từ RM Running Master, anh sẽ chuyển từ Running Master đây. Từ dòng RM bạn sẽ chuyển từ RM đây, RM sang chế độ B, cờ B tức là cờ backup. Đó như vậy xong. Đó và giờ bạn thấy không? Đây đây cờ backup nó chạy. Và lúc này bạn kiểm tra là hoàn toàn thường. Đó cho nên bạn lưu ý kỹ. Sau này khi mà chúng ta đi, chúng ta triển khai cái dịch vụ này trong bạn một cách đơn giản và dễ dàng nhất. Đó như vậy rồi. Như vậy tại bây giờ là mình đã hướng dẫn xong cho chúng ta về việc chúng ta đi, chúng ta cấu hình cái dịch vụ VIP cho cái dòng browser Kubernetes sử dụng cái hệ hành browser OS. Cảm ơn bạn like, subscribe và mình cũng sẽ cái này tới nhiều bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại bạn ở SN.